chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Quê A độ khá sang chảnh với full đồ chơi từ đầu đến chân. Và kể về quê A thì khá nhiều bản đồ nhớ mãi không hết. Từ phiên bản đều để lại ấn tượng riêng cho người xem. Tương tự như vậy, bản đồ quê A dưới đây là cực kỳ chất với những món đồ chơi phủ đầy từ đầu đến chân. Quê A độ khá sang chảnh với full đồ chơi từ đầu đến chân. Sử dụng cái động cơ là 110cc hoàn toàn mới là điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản quê A này. Đem lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm liệu hiệu quả hơn. Dàn đầu chế độ được nâng cấp với cái đồng hồ điện tử dành riêng cho quay, cái cụm tăng tốc CNC liên kết cùng với bao tay CNC ánh vàng. Dàn chân trước của xe được lên đời, giả phục chích tì, đùm trái khế, đĩa gà phơ. Qua lâm âm lửa, cần số mạ rơm, cái chân chống CNC Crazy Boy là những gì mà chủ xe trang bị cho phần thân trái của xe. Thân phải của xe không kém cạnh gì, với ốc ốp lốc máy, bình dầu EM, ngoài ra còn có full bộ phanh đĩa sau với phong cách là heo xe ngược. Ngoài ra các chân biker ở phía sau, nếu bạn ý kỹ rõ hơn thì thấy chú heo này đã được cắt mũ và chế cái phát lại là khá kích liên lạc với nhau với dàn áo. Ngắm gần hơn, ta thấy thêm được cái dầu Morin, đĩa gaffer phục Crazy Boy to lớn để cứng cáp, cái niềng nhôm Yoko và cấp nhôm CNC nguyên khối với những họa tiết mối hàng được gia công là kiên cố. Vario 110 độ vàng lông chuyển màu cực kỳ chất trong từng góc nhìn. Và Honda Vario 110 là dòng xe mẫu xe tay ga nhập ngoại đang được những tín đồ chơi xe trong nước ưa chuộng bởi ngoại hình thể thao nam tính, cùng với đó là khả năng vận hành mạnh mẽ bền bỉ với có động cơ 150cc. Khoác trên mình một vàng lông chuyển màu cực kỳ độc đáo, đang hot nhất thị trường hiện nay. Đi kèm với đó là sự sang chảnh của những món đồ chơi đến từ những hiệu nổi tiếng. Cái điểm nhấn dễ nhận biết nhất giữa Honda Lead của Thái và Vario của Indonesia là phần biển số trước mặt nạ. Cái dàn chân trước trở nên sang chảnh hơn 70% khi chủ xe nâng cấp cho nó heo dầu của Rambo, logo lớn hay biết tới xứng. Cái bát heo CNC, đĩa gaffer, lòng đĩa CNC, tất cả được chín chặt vào mâm và phục bằng chú ốc của đầu ti. Nhìn phần tem được titan hóa là khá sang chảnh. Chế độ lại hơi thở mạnh mẽ với cable 4 Dodge. Được biết cái dòng sản phẩm này đã ngừng sản xuất và giá trị cable này đang tăng cao hơn giá bàn. Phục Colin bình dầu rời, một sản phẩm đến từ ở châu Âu, cho độ nhúng êm ái hơn và sự sang chảnh hơn đến lạ thường. Cảm ơn bạn dẫn này là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.